Hi, hello tất cả anh em. Welcome anh em đã trở lại với tập tiếp theo của Rap, cuộc game sinh tồn trên biển cùng chung kênh đâu cho anh em. Và sorry anh em là coi như là hôm nay mình mới ra, mình không có theo kịp cái tiến độ mỗi ngày một tập nha anh em. Tại vì còn ôi gì? What the hell? Ôi mẹ bà đó. Ôi ơi, mẹ mới vô đã bị nó táp rồi. Đây anh em, đây nhắc lại tập trước trên em là mình đã khám phá xong cái đảo siêu bự đó rồi đó anh em. Và đây mình đã lên đường khám phá, đây cái mục tiêu của mình đó anh em, là tôi sẽ đi chết về battery empty rồi, shit. Để tôi xem hình như tôi có battery, hôm bữa tôi có chế à, đây này, sau này mình có cái đồ để mà chế cái gì à? Cái đồ sạc pin đó nha anh em, nhưng mà hình như là mình phải đi theo cái cốt truyện hay sao quá thì mình mới có được cái đồ chế đó. Đây anh em, bây giờ tôi sẽ đi tới nhiều anh em nói là nếu như mà tôi đi tới điểm xanh thì chơi game kết thúc sớm quá không có vui, cho nên là anh em mới muốn coi theo tôi chơi nhiều tập rap nữa anh em, cho nên là tôi sẽ đi tới những cái điểm xanh lá này nha anh em. Đây, và cái điểm tôi đang đi tính là 1321 dưới này nè anh em. Đây, tôi đang đi tới cái điểm đó, xong rồi sau này tôi sẽ đi vòng nguyên một vòng, đánh một vòng trái đất anh em, tới điểm này 1602, xong tới 982, xong sẽ qua cái điểm của cốt truyện luôn đấy. Vậy thì coi như là cô anh em có nhiều tập để xem rồi ché, chịu anh em hết bực cho cô ghi đây anh em. Và đây anh em còn nhớ bữa cái tập một anh em, cái tập vừa rồi anh em, mẹ bà đó, cái con cơ mập đó, nó cắn hư mẹ nó cái engine của tôi anh em. Và sau khi cũng hên là tôi đã save trước đó, đây sau khi tôi load lại nó vẫn còn nha anh em. Và bây giờ để cho an toàn đó anh em, à quên, đây để cho an toàn cái đã, làm cái gì làm trước đi anh em, tôi sẽ gia cố nó đi anh em. Đây tôi có sẵn metal ingot rồi nè, tôi sẽ gia cố cái chỗ này lại đi, đây ba cái miếng này lại nè anh em. Đấy, mình mà gia cố lại thì bằng sắt nó sẽ không bắt cắn đâu. Đây mẹ bà đó, anh em thấy không, mẹ bà đó mới vừa nói là nó cắn liền. Mẹ cái con này giống như nó hiểu tiếng người hay sao anh em ơi. Ừ, có khi tôi cô đơn trên biển anh em, tôi chơi với buôn thú không có người, đây chó gà heo anh em, la ba gì nè anh em, cho nên là mẹ tôi đã học được tiếng nói với thú vật nên nó, tôi nói nó nghe nó hiểu. Và chết mẹ, phải quên tắt đi chứ, cứ quên hoài, không tắt sẽ tốn pin. Và ok anh em, bây giờ tôi đã có đủ nguyên liệu mà chế bắt bắt lên đem một cái ba lô đây chứ luôn. Hey, ngon lành, bòi bỏ vô. Ôi, được thêm 10 slot nữa này, con đời tem lại lên hương rồi Trung ơi. Ok, cất bắt đầu vô. Đấy anh em, tôi đã, và bây giờ tôi sẽ chế thêm một cái gì flipper đi. Đây tôi chế cái này để tôi có thể bơi cho nhanh mẹ, chứ để cái con cá mập ối gì à, cái con gà nó đẻ, cái con mì dịch tiềm của tôi nó đẻ để trứng. Mẹ tới giờ tôi cũng chẳng hiểu logic để đem có một bình con này không biết nó đẻ gì. Con này mẹ coi như là gọi là cái gì à, sinh sản vô tính anh em. Hay là cái con à, đúng rồi, bữa tôi nói rồi, cái con dịch này nè mẹ, tôi nghi lắm. Buổi tối nó giống như là Toy Story vậy anh em, mình ngủ nó thức dậy nó đi, nó chịch choạc với cái con gà mì dịch tiềm của tôi không chừng. Đây, và anh em, tôi sẽ bới nhạc luôn, rõ ràng sáng sớm mình phải có một tí nhạc đi đêm rồi. Ok, đây anh em, tôi đang trên đường đi, tôi đang ghé vô cái đảo này tới đi, có rất là nhiều đồ để mà lụm nè. Ok, tôi sẽ để xem em chờ tôi uống miếng nước cái. Đây, con game này cứ mỗi lần vô là phải tất bật với mọi thứ nha anh em, nói thiệt game này về tôi đi làm ở ngoài mẹ còn không nhiều thôi, nhiều chuyện mỗi ngày như cái con game này. Và bây giờ thì để coi tôi còn chế được gì ta. Seaweed có sẵn rồi này, ok lấy seaweed đi. Rồi flipper bỏ vào đấy anh em. Và đây tôi đang để chờ có wool nữa, để chờ hai cái con quỷ kia nó thêm lông đi anh em. Và tôi đi săn heo để có leather anh em, tôi sẽ chế cái bộ quần áo đi, tại vì sau này tôi biết là mình sẽ còn gặp một con khủng hơn nữa, đó là con mama bear nha anh em, và một con gấu mẹ vĩ đại. Ê, con đó chắc còn khủng hơn cái con kình kình quăng chổi đá tôi nữa. Ra tôi cũng muốn mở rộng cái bè của mình lắm anh em, nhưng mà khoan đi, tôi đang thiếu gỗ rồi. Đây, và cũng mình đi bơi đi anh em, đây thế nào. Ôi ôi mày mày con có này.
mình đi theo chiều gió đi anh em. Đấy. Và đây anh em tôi đã quay cái bánh lái này lại nè anh em, để có thể mình có thể đi cái chỗ này là phía trước anh em. Đây, vậy đi cho nó ngon lành. Quên, đáng lẽ tôi phải chế mấy cái lưới nó nằm ngang nữa, quên. Để lát nữa tôi cơ cấu lại đi anh em. Sẽ chế lưới nó nằm ngang tí. Ở bên kia có đồ kìa. Bên kia có đồ kìa anh em. Đây tôi sẽ cho nó quay qua một tí đi. Rồi lượm sao, bây giờ tôi sẽ đi xuống cái đảo rồi đi anh em. Mình đi mẹ dư đồ quá bà, tôi sẽ đi xuống đi. Tôi lượm metal ingot hay là cái gì nữa xem. Đây. Mẹ con cá mập đó ở tuốt kìa, khỏi lo. Ừ, nó đó anh em ơi, nó không có thấy tôi đâu. Đây mẹ có cái chân dịch bơi nhanh hẳn. Mà hình như mấy cái đảo nhỏ này nó không có mấy cái con gì đâu anh em. Mấy cái con mà cá nóc để mình có thể lấy cái vai gu anh em, lấy cái chất dịch của nó để mà mình làm cái đồ bắn đi bắt thú. Và anh em cũng thấy là rất tiếc cái tập vừa rồi mà kiếm được một con dê già nha anh em. Mẹ ai dè đâu, nó bị bất chứ. Không có đem nó lên được. Mẹ chúng thôi mình sẽ có sữa nha anh em. Dê là chắc chắn phải có sữa rồi, mình sẽ có sữa dê mà uống, làm cheese, làm phô mai để mà ăn. Vậy tôi chán cảnh ăn thịt cá mập với lại thịt chim lắm rồi anh em ơi. Tôi cần cái thứ gì đó, đồ gì đó nó tay tay tí để ăn cho nó cho nó đã, ăn đồ tay đi anh em. Rồi. Hỏi anh em, cứ hỏng quá. Ôi ôi, ở đây có quá trời metal nè anh em, đây. Mình phải tranh thủ ghé mấy cái đảo này để mà tiếp thêm metal chứ. Chuẩn bị thêm mấy cái đồ đạc của tôi nó lại hư mẹ nó rồi này. Mà kiểu ở đây nó không có đất cho nên mấy cái đảo nhỏ nè. Nó không có cái đất để mình xây, để tôi xây thêm chỗ ăn cỏ cho cái đám thú của tôi coi. Ổ, mẹ ba con đây tôi mà kiếm thêm đường con nữa, bốn con nó dành ba cái máng, mẹ nó chết đói chết. Và trong game này là nó cũng có chết đó nha anh em, khổ thân lắm. Mình nuôi nó mà nó đói, nó gì mình để nó đói nó chết thì nó sẽ biến mất anh em, rất là tội. Đây đi tranh thủ lượm đây đi, còn đĩ cái mập nó ở tuốt kìa. Mình cứ về tập bơi luôn anh em. Đây đúng như tôi nói, sáng sớm mình phải đi vận động thân thể một tí chứ. Tôi nói cái môn mà vui bơi cùng con cá mập này là vui đùa nha, vui đùa cùng chú cá mập, một môn thể thao mạo hiểm. Tăng cường thể lực cho anh em. Và độ gan dạ. Mày này rồi chết nó rồi anh em ơi, nó chết với tôi rồi. Ôi ơi, tôi chích tới nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Đây tôi nghĩ là thêm mấy cái này là chết. Ôi ơi, mấy cái này là nó chết anh em. Rồi thấy chưa, tôi nói mà anh em, dũng sĩ diệt cái bập này rồi. Đây bây giờ tha hồ đi nè, mình đi bơi ở đây đi, vùng vẫy ở vùng hồ này đi anh em. Đây tôi sẽ tranh thủ lại lấy cái thùng kia đi. À cái hòn đảo mình đi mà hòn đảo bự á, tôi sẽ nhặt nhanh cái thứ này rồi tôi đi anh em. Ui ui sao dịu vậy. Đây mình bây giờ mình đã có đầy túi đồ anh em, mình tha hồ mà nhặt. Ôi sao có đá đây, bỏ đá đi đâu cần, bỏ con cá mập đây luôn. Và đây anh em có thể thấy là tôi đang đi về cái điểm này nè anh em. 1-1 hồi nãy nó bị xoay vòng nên tôi bị mất cái điểm anh em. Bây giờ tôi đang đi đây, tôi đang đi tới cái điểm 1-1-0-3 nè anh em. Đây nó đang giảm dần cái số nè, tôi đang bị ngược gió nè anh em, thấy không, đây nó lại ngược gió tôi rồi cho nên là tôi phải ôi sao lại có một cái đảo cái đó vậy. Cái đảo này phải cái đảo hồi nãy mình đi không ta. Ok anh em, giờ tôi kỹ là cái cây này chắc tôi không có cần tưới nước tự động đâu anh em, tôi sẽ tự tưới cho nó. Bây giờ tôi sẽ ưu tiên đi anh em, tôi sẽ ưu tiên cho mấy cái con pet của tôi, là khổ thân của nó không có mất công, tôi nó chết đói, mình đâu có để tôi tưới xem. Đây mình đâu có bề thời gian đâu, lúc nào cũng phải đi canh tôi nó. Bây giờ là tôi sẽ làm thà lấy sẵn một cái máy tưới cho nó luôn đi anh em.
Ok, để đây luôn. Và bỏ nước vô. Bottle of fresh water. Rồi, bỏ cả cục pin này vào nữa. Rồi, túi đi các em. Need fresh water. Đấy. Đấy. Ngon lành. Chết mẹ, nó không có túi được tới đây anh em. Shit rồi. Là tôi đúng rồi, tôi bỏ cái này đi nè. Để đem nó qua đây. Rồi. Đấy. Thôi, ngay đây thì tha hồ mà tưới nhé. Need fresh water nữa kìa. Anh em có lẽ tôi phải xây thêm một cái làm nước bằng thủy tinh này quá. À, nó có cái mức độ này đúng không? Đầy rồi này. Bỏ cái đầy rồi, rồi bắn đi. Ok. Đấy, vậy là tôi khỏi cần phải lo về tụi nó chết đói rồi anh em. Đây. Rồi, đưa quân đây. Mình chuẩn bị mình xây thêm cái bộ giáp cho mình nha anh em. Ủa tại sao cái này nó không lên nhạc vậy? Ơ, chả hiểu nữa. Rồi, tạm nhìn đi anh em ơi. Ui ơi, cái con cá mập nữa. Mày. Mày. Và anh em để xem tôi đã có cái con tàu này, tôi có thể đi thẳng bằng cái hướng này, cho nên là tôi sẽ xây thêm cái tôi nghĩ là tôi sẽ xây thêm cái nét đi anh em. Đây 16 cái, ok. Đủ rồi đấy, tôi sẽ xây thêm hai cái test tôi để ngay đây nè anh em. 1 2. Cái rope, rope con kêu ba. Ok, mình có rất là nhiều rope. Rồi bỏ vô. Thêm cái nữa. Đây. Rồi hẳn ba cái luôn em. Đây và tôi sẽ phá cái chỗ này đi em. Ôi ơi. À đây. Mẹ tôi tưởng bị mất cái con gì vậy chứ. Bị mất cái con rìu chứ. Mình để ngay đây được không ta? Rồi mình tôi để đây thử xem. Một này. Hai này rồi, gắn vô. Một, hai, còn cái chỗ này để được không ta? Và được luôn. Rồi gắn vô đấy anh em, con lành chưa? Bây giờ thì mẹ tôi có thể lấy được đồ ngon lành từ anh em. Rồi lên đường thôi. Lên đường. Các bạn mình đang đi ngược gió lộn. Bật máy lên. Đấy, thuyền lại ra khơi và buổi sáng lại bắt đầu nữa rồi anh em. Thôi có chân mắc cạn bây giờ. Đây anh em mình phải lái làm sao cho cái miếng trắng này anh em đó, anh thấy cái bánh lái không đó, cái miếng trắng này anh em nó phải nằm ở giữa thì mình mới đi thẳng. Đây mình có thể bẻ nó qua thì mình đi qua phải đây thôi, thấy không? Đó nhưng mà khi mình phải nhớ kéo nó lại chứ không thôi nó sẽ đi vòng vòng. Đấy bây giờ tôi mới biết cái cơ chế đó anh em, vào đây. Tôi sau một hồi thì tôi đang đi tới đâu tôi cũng không biết nữa. Thôi tôi đi tới cái điểm xanh nè anh em, đây nó đang tới cái điểm xanh nè, tôi đi thẳng mẹ nó tới đó luôn đi anh em. Hỏi cái lòng vòng có khi tôi lại lấy được thêm cái công thức nào nữa cho cái hành trình mới, tôi sẽ đi các cái điểm này. Ok anh em à, vậy đi cho cuộc đời nó dễ dàng tí. Cảm thấy đi định hướng này có vẻ khó khăn. Bè Zoro nó nhập bè rồi. Nào có cái thùng kìa, quẹo qua cái thùng. Ôi ơi tắt đi, cứ quên hoài. Cẩn thận, với lại cẩn thận anh em mình đi có khi mình lại lại bị lạc đường nữa, rất là dễ bị lạc. Đây tôi ăn miếng cái. Đấy đi thẳng vô tha hồ mà lấy anh em thấy không? Ừ đâu cần phải. Ok, tôi đi xem tôi đi đúng hướng chưa? 39, 38. Dạ tôi phải đi hơi hơi qua đây tí rồi anh em ơi. Đây quay qua. Đấy đúng rồi. Ok, ủa sao tụi này nó cứ nhìn nó có vẻ buồn thảm như nào anh em ơi. Chả hiểu nữa, tôi cho nó ăn uống rất là đầy đủ mà. Ok bà đi, mệt quá. Ô anh em đằng kia kìa, đó bên trái có một hòn đảo và theo như tôi thấy là bên phải kìa anh em. Đâu rồi đây, nãy tôi mới thấy mà. Kìa đây bên phải có một cái hòn đảo kìa. Có vẻ ok, tôi sẽ ghé vô cái hòn đảo đi anh em và tôi sẽ đây hòn đảo nó cũng hứa hẹn anh em. Để tôi vào thử ở đây, tôi sẽ lấy cái đống đồ này xong tôi quẹo vô nha anh em. Có gì mình tiếp tế xem cái đảo đó có cái gì.
Ok. Đây có vẻ vẫn còn khá là xa để có thể tới được đó cho anh em. Đây theo như tôi thấy thì tới 1.400 cây lận anh em. Tôi thấy có vẻ là khá là xa vời cho nên là tôi ok mình hãy quẹo vào đi anh em. Tôi sẽ quẹo vào cái đảo đó. Đâu rồi, nó đâu rồi? Đấy, thấy rồi. Ok, qua tí nữa. Ok, trực chỉ thẳng thôi. Qua đây, qua đây, qua đây. Thêm tí nữa, thêm tí nữa. Ok, rồi. Là anh em mình sẽ nhớ cái đường đi anh em. Mình đã quẹo phải vậy, lát tí nữa mình sẽ đi về cái hướng này. Ok, ui con cá mập kia nó cứ lù lù theo mình. Ok anh em, và bây giờ tôi nghĩ là tôi phải chế, bắt đầu lại tiếp tục chế cái cây vũ khí tiếp rồi anh em. Đây, rope. Đây tôi nhớ có rope trong này mà lấy mẹ nó ra xài đi. Và bone đây, lấy lên đi nhiều bone pa bè đồ nhiều để làm gì, và axe cũng đã hết axe rồi. Ồ rồi bè xài chưa hết cái này đi anh em, mình sẽ có cái mới bè biết chạy. Tôi xây sớm mà anh em, tôi xây cái chỗ này từ sớm mà nó bè mình đi mình khỏi cần phải nhặt nhặt nữa, mình đi mình có thể bè tự lấy đồ luôn, mình còn việc khác để mà lo chứ. Đây bẻ qua một tí. Ok, và anh em tôi thấy có vẻ như đây tôi đang phải đi ngược gió nè anh em, cho nên là tôi phải bật cái máy thôi, chứ nếu như mà thuận gió là tôi sẽ mở, tôi sẽ tắt máy cho đỡ bị tốn, đỡ tốn kém nha anh em. Đây tôi đây có con cá mập không, tôi lại đây tôi chơi luôn. Ôi hình như nó có cái cây cột gì, cái đảo này lạ vậy, có cái cây cột gì nữa kìa anh em. Ok mình bẻ nó qua đây một tí đi. Đấy. Rồi, bẻ có cái bánh lái này bây giờ khỏe quá anh em. Tha hồ nhé, tha hồ nhé. À, để tôi đi coi cái đảo này coi. Ủa má đảo này đảo đá không anh em ơi. Ok, lại gần tí nữa đi tôi sẽ vô anh em. Nhanh nào, lấy đồ lấy đồ lấy đồ. Ôi ơi, ôi ơi. Ôi chết bà, dừng dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại. Dừng lại, đủ rồi, ok. Rồi tắt thôi, để tốn. Turn off engine. Ok rồi á anh em. Rồi, xem lại cái. À quên, tôi còn phải để nước vô đây cho nó ăn chứ. Ngon lành ha anh em ha. Đấy nó tự nó gì luôn. Để tôi lên đảo này coi, tôi coi có đớt nữa không, xây thêm món ăn cho tôi nó chứ. Và có vẻ như để tôi xem nước anh em, cái tôi có đủ đồ để mà xây thêm cái nước đâu. Purify glass. Ôi ôi đầy ơi ơi. Rồi xong. Cái vẻ mày không sao đâu anh em, nó không cắn được cái này đâu. Đây plus glass thì tôi nhớ tôi có chiều glass và một glass. Glass. Đây. Ngon lành. Rồi. Làm thêm một cái máng uống coi. Tôi để nó chết mẹ, tự nhiên để cái thùng ở đây tôi quên đó. Hay là để nó để anh em để vậy ha. Thấy có vẻ ok. Rồi. Ngon lành. Và lát nữa đi anh em tôi sẽ làm thêm một cái bình nữa đi. Đúng rồi. Mình có dư mà. Đây mình làm một cái bình nữa đi. Vai gu mình có đầy mà. Đây anh em. Ngon. Rồi. Một cái uống một cái đổ. Rồi mẹ tôi bỏ mẹ nó cái này đi. Empty cup bỏ đi anh em. Không cần xài nữa. Mẹ mới múc mất hai cái này đi lại kiếm nó đi làm kiếp ăn xin nữa là khổ. Có mới nữa cũ. Ok. Rồi bên này lấy. Mẹ coi chừng lộn, nước xanh dương là nước uống được, còn nước biển là nước màu xanh lá. Rồi nhớ anh em. Đây mình đổ một lần là đầy. Rồi. Ok. Bây giờ mình đã có thể chế được quần áo rồi nè anh em. Đây tôi xem còn chế được cái giáp tay hả? Leather armor. Brief. Đây body đi. Chích vẻ thiếu leather.
Thôi không thì không đủ rồi, tôi thiếu ladder rồi anh em ơi. Thôi tạm đi. Rồi cất vô chuẩn bị lên đảo này khám phá đi. Cái này tôi nghĩ mình ăn hết luôn đi anh em. Tại sao nó không có cái nút bấm chuột phải rồi ít cho nó lẹ ha? Vậy hầu như con game nào cũng có cơ chế đó, sao con game này nó lại không có? Chán ghê. Đây cây thương mới có rồi, cây cung không biết trên đây giờ trên đây không có chim đâu. Cái đảo thực ra nhìn từ xa thấy bự nhưng mà nó chỉ cao thôi chứ nó không có bự lắm. Rồi tôi phải fill thằng này cái đổ đầy đi. Đây hình như nó có cái mức rồi anh em, đây nó lên tới đây nghĩa là nó full này. Ok rồi, là một miếng đi. Đây tôi phải ăn bồ tây tô cho nó có chất crab anh em, có chất xơ để mình có thể coi như là ỉa không bị bón. Rồi bỏ bớt vô hết. Ô, còn cái này quên, mình đi chế biến nó đi, tắt tăng luôn. Đây tôi nghĩ là đủ rồi đó anh em, đây mình lên đảo đi. Ôi ơi, chết mày đè, chết mày đè, ôi giời ơi. Thôi đi lên đi, mẹ nó táp cho một cái bây giờ. Ôi ơi, chết 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 chết, cái đường lên chỗ nào ta? Đây rồi. Ok, cái đảo này mình đi lấy đồ thôi anh em, nhanh thôi, không có lâu đâu. Ô, anh em hình như là mình đã đi xa ra khỏi cái vị trí mấy cái điểm xanh kia, bây giờ nó không hiện cái bản đồ nữa anh em. Có vẻ là như vậy rồi. Ok, thôi thì mình cứ tôi muốn coi coi cái 7778 này là cái gì quá. Hay là mình đi thử đi anh em. Ừ, mình đi qua cái 778 này đi. Nếu như vậy thì mình đang đi đúng hướng đúng không? 773 đúng rồi. Và nếu như vậy thì mình sẽ quẹo qua đây một tí đi. Đúng không? Rồi, để tôi xem kỹ lại xem. 768 67. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, cái số bên này nó đang chạy rất là nhanh nè anh em. Ok, mình đang đi đấy hướng đó rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ tôi mở luôn cho nó ngon lành coi. Rồi, tiếp tục một ngày mới nha anh em, sau khi đã loot xong cái đảo đó là tôi lại tiếp tục lên đường rồi đêm ơi. Nào. Lật giật nhạnh nhanh những thứ cần thiết. Rồi anh em và để xem tôi còn có thể chế được cái gì ta, mình chế cái gì đó cho cái cuộc sống của mình nó nâng tầm lên đây. Như tôi còn một cái vai gu sao anh em, để tôi chế cái net launcher xem. Tôi xem đây này, đúng rồi, đây chuẩn bị đi, tôi sẽ lên, tôi có khi lại gặp một cái đảo bự nữa anh em, mình sẽ lên đó mình. Ô, cái này chế rồi mà. Lộn lộn, cái này là cái thành phẩm rồi anh em, tôi bị lộn. À, tới đây tới đây. Ui, mày này. Chơi với anh. Rồi dính. Rồi tôi xem có đảo đâu. À hình như mình còn một cái ống nhòm á mà đúng không anh em, đâu rồi? Đây này, cái ống nhòm này đúng rồi, đúng rồi. Để tôi xem ống nhòm chế như thế nào. Glass rope, empty bottle, hai cái luôn. Thôi cũng được. Ủa đằng kia có món đồ kìa, đúng rồi. Đây đây anh em mình lướng gì đó xong tôi sẽ quẹo qua. Đây. Đằng kia có đồ linh đinh trên biển. Ơ chết mẹ không tắt đi. Thế mẹ lại hết pin rồi. Ồ không để ý vậy. Đây. Và theo như tôi thấy anh em, và cái điểm đó nó nằm ở phía này nè anh em. Sắp tới rồi. Lại nhanh lấy cái thùng hàng đó nhanh nhanh tí đi rồi mình đi collect hết. Đây tôi sẽ làm một ít vài gu đi em, để tôi làm cái ống dòm đi em, nhìn cho nó dễ dễ coi. Ôi chết mẹ, cái cây quên tưới nước anh em ơi. Shit rồi. Làm cái này lại quên cái kia với khổ cái thân. Nào qua đây, qua đây. Quẹo qua. Hay lắm. Rồi. Ok.
Đây là phải cắt tỉa lông cho nó vẻ coi như làm việc không ngơi nghỉ, không có thời gian để mà ngủ luôn á anh em. Đây là chuẩn bị vẽ hết lăng nữa là đúng không? Và bóp lăng vô. Mình phải chi mình có cái công thức biofuel anh em. Để dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, thôi dừng lại đi. Rồi. Turn off. Để anh em đi xuống bơi xuống thôi. Rồi, mẹ, ui, sao có cái đống đất rồi nữa này? Sao mình không đem về được à? Cái này kiểu có một cái rap của một cái thanh niên nào đó cũng bị giống như là chơi chu du ở gì giữa biển giống mình nên anh em, mà rất tiếc anh ấy không có học nghề xây dựng hay sao nên không biết xây bè, cho nên cái bè nó bé tí teo. Đây thấy không? Rồi. Nãy giờ tôi chưa anh bỏ vô water bè bà nó chán ghê. Ôi! Ôi! Ôi ơi ơi! Ôi ơi ơi! Bè. Không mà tôi nói thiệt với anh em, cái con cá mập này mà mỗi khi mà mình về đất liền rồi mình sẽ rất là nhớ nó nha anh em. Anh em có đồng ý với tôi không? Về nó dầu gì nói thẳng ra nó là người bạn đồng hành cho mình đỡ cô đơn rồi còn gì nữa. Có nó mình mới có động lực á em thấy đúng không? Ừ. Cả tôi sẽ nấu đi em, tôi sẽ làm cái ống dòm để nhìn cho nó dễ. Và bây giờ tôi nhớ là mình phải đi mình đã đi qua cái điểm đó rồi thì bây giờ anh em mình sẽ ô đúng rồi gió đang thôi gió đang ngược chiều mà tôi tắt bẹ cái này đi tôi sẽ ok đây mình lại tiếp tục lên đường ủa luôn đây theo như cái điểm đó mình phải quẹo lại rồi anh em đây quẹo 180 luôn xem đúng rồi ủa phải cái đảo đằng kia không. Tôi thấy có một cái đảo đằng phía xa xa kìa anh em. Đúng không? Ừ đúng rồi. Ông ta, để xem lại xem. Đúng rồi, nó đó anh em, là cái đảo đó. Ok. Dạ ngon lắm. Ừ, nãy giờ chưa ăn uống gì hết quên. Bẹ lo làm lụng quên. Đây để tôi xem có kiếm được thêm đất không xây cho nó ăn cái anh em. Tôi hy vọng là kiếm được thêm con dê để mình có thể bổ sung vô bộ sưu tập thú nuôi của mình nha anh em. Thật ra là mình để vô được. Ui chết vẹ rồi lộn rồi bổ sơ mình với lại mình coi coi con dê nó có cho mình gì nữa không. Ủa phải cái đảo đó không ta, tôi thấy cái đảo nhỏ rồi sao lại là điểm. Ồ không phải đâu anh em, không phải là không phải cái đảo này rồi. Ở đâu rồi? Ừ cái đảo đó chỉ là một cái đảo bình thường thôi, cái điểm mình tới là hình như nó nằm tuốt trên kia lận. Ok. Mẹ cái mà tôi thích nhất trong này là tôi đã làm được một cái bắt bắt anh em. Về có cái đó nó khỏe dễ sẽ khỏe. Không cần phải lo coi như là loot đồ bị đầy nữa. Ê. Okay, anh em và để xem thiếu tôi thiếu glass là anh em glass là từ cái gì qua tôi lại quên mất rồi à là sand đúng không từ cát đây 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 nó đây đây tôi sẽ nung cát cho anh em ok black spawn vô ui nó đâu rồi ôi nó đâu vậy đây 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 ui, đừng 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 gãy 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 của anh trời mẹ còn có 5% máu rồi anh em. Anh đang ơi để tí đi không sao đâu, không sao để tí nha tôi anh stream nhiều game lắm ủa đằng kia có một cái giàn khoan rất là bự rồi phải không anh em để tôi xem mình đang đi đúng hướng không vậy ơi quên tự nhiên bỏ pin ra vậy nào ok tôi đang đi 5:16 5:15 đoạn đường cũng khá là xa đó đây thôi coi như là phục vụ anh em đi tôi đã đi xa cái điểm màu xanh dương rồi nhưng mà cái điểm trong cốt truyện rồi tôi đang đi tới cái điểm 509 này đi anh em ok tập này là như vậy đi anh em đây tôi sẽ lại đằng kia kìa có cái đồ gì ôi
Tôi mới thấy à một hòn đảo. Ok, mình ghé vô đi anh em, mình tiếp liệu tiếp thôi, hết gỗ nữa này. Đây tôi sẽ bẻ qua một tí. Ở đâu rồi? Okay, được rồi đó. Tôi chỉ cần đi là gần gần cái điểm đó thôi anh em, xong tôi sẽ nhảy xuống tôi lấy. Hay lắm các em ơi. Lại có vua nhưng mà không có ladder, chết vẹ hư luôn rồi. Chết. Ui mía chấm chào. Có cái đồ cắt như thế nào? Xiên nè. À, đủ rồi. Rồi xài thôi. Đây phải bắt thêm được một con nữa anh em, để có gì mình làm cho nó lẹ. Rồi, vô lấy lẹ đi ngủ đi, xong rồi sáng mai trời sáng đi cho dễ coi. Vậy đó. Đâu rồi, đây. Bone Stone Metal khá là ngon. Đây anh em, mấy ngày rồi không ngủ, tôi phải đi ngủ để lấy sức hơn anh em ơi. Và để tôi xem cái thằng này nó có còn nước không. Ừ còn này, không nước vô đây. Bây giờ tôi sẽ đổ cái này nhanh em, tôi sẽ đây, tôi sẽ có hai cái bottle, bốn cái glass. Đây tôi có cái nhiều glass lắm, một glass thế này rồi, bốn glass và hai rope. Rope, where is the rope? Rồi đây, kỳ quá anh em, tôi có thể nhìn xa hơn rồi, nhìn xa trông rộng nha anh em. Đây nhìn, đây có thể thấy thấy đồ đây. Ủa không biết có coi có con tàng tiên cá thủy tề gì tắm biển ở đây không, tắm nắng hay gì không đây. Ấy chết tuệ rớt xuống cái lỗ. Ok bây giờ không có thấy gì hết này. Ui ui mẹ nó lại cắn đồ của mình nữa, cái con này, cái con này, cái con này rồi xong nó cắn banh rồi. Con chó này mẹ bà đấy, phải xây lại anh em ơi. Trời ơi cắn nguyên một mảng của tao như thế này à. Thì thôi để tôi xây lại sao đi anh em. Đây bây giờ tôi phải đi ngủ thôi, mà tối quá tôi không có thấy cái mẹ vậy. Ok giờ nãy chết về, bây giờ nãy mình đi cái hướng nào tôi quên mất rồi. Đúng rồi, cái số này bay nhanh lắm nè, 62 mấy luôn rồi, 613. Ồ nhanh lắm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đã đi đúng hướng rồi anh em ơi, rồi tắt thôi. Rồi bây giờ còn cái gì nữa? Mình còn chế được gì không? Ơi. Tôi xem mình còn chế được gì không nữa nha anh em. Một ngày mới lại bắt đầu. Ôi vậy tại sao? Tại sao cái máy phát nhạc của tôi nó không có nghe cái tiếng gì hết vậy? Nào. Hình như nó ra khỏi cái phạm vi anten hay sao anh em, tôi không có nghe nó nữa. Buồn thế. Chỗ này tôi gia cố thêm một miếng nữa đi. Đấy. Và tôi kỹ cái chỗ này nè anh em. Tôi nên phá đi. Remove với luôn. Ok. Mình lắp cái này vô. Và tôi sẽ để cái lưới mới này vô cái chỗ này đi. À thì ra là địa điểm này hả, là hòn đảo này hả. Ừ được đấy, được đấy. Đụng phá cái chỗ này ra rồi, bỏ cái này vô ngon lành. À thì ra là hòn đảo này, quên có ống nhòm mà nhìn xem. Ủa sao ống nhòm này nhìn không có xa được gì vậy, được có tí xíu anh em. Rồi đây sẽ là hòn đảo tiếp theo mình sẽ ghé vô nè anh em. Ừ thấy rõ rồi kìa. Cái con game này sao mình phải né né này nè anh em, mình mới thấy nó gần, chả hiểu. Ừ, hình như hòn đảo đó có cái gì nữa cơ. À ok, gió đang có theo chiều gió rồi nè, tôi sẽ tắt cái này đi anh em. Ok. Đây nó đang có theo chiều gió mà. Quẹo vô, quẹo vô. Đây mình sẽ khám phá cái đảo này nha anh em. Ngon lành đấy, bây giờ mới có một thời gian để mà nghỉ ngơi một tí. Và chết bà hết đồ ăn rồi anh em ơi.
Đây trong lúc mà tôi chơi con game này, stream cho anh em, làm video cho anh em, thì ở bên ngoài người ta đang có trận đá banh nha anh em. Trận đá banh rất là hay, ngoại hạng Anh. Tôi coi như phải bỏ trận đó, trận Chelsea anh em, để mà có thể vào có thời gian mà làm video đúng theo cái quota, đúng theo lịch trình, mỗi ngày một tập cho anh em, 1 ngày rưỡi một tập cho anh em nha anh em. Đấy, anh em phải biết quý trọng tôi ấy. Ôi, tại sao có cái con hải âu lâu quá không thấy nó ăn cái đồ của mình ta? Nào, sao đi lâu thế? Đúng là không có engine nó đi tà 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 anh em ơi. Mặc kệ nó, miễn có đi là được rồi. Tôi xem nó có đi miếng nào không. Ừ, có đi mà khá là chậm. À ôi, mới mới nói cái là anh ấy hai con luôn em. Trời ơi. Khổ thân. Mẹ mới nói nó sao không gặp hai anh em chim, mẹ tụi nó kéo cả bầy tới đây này. Vâng, mình lại có thịt chim ăn. Vâng. Rồi nhanh nào lên đảo xem coi có cái con gì không. À, mẹ tôi đi, mẹ nó vô cho lẹ đi nè. Rồi vừa có sức gió mà vừa có cả engine nữa. Nó đâu rồi, nó đâu rồi, bà cha mày đi, bà cha mày đi, rồi chết đi chứ con. Đây tôi định nói là tôi định chọc quê nó mà tôi thấy ôi chết 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 chết. Tôi định chọc quê nó nhưng mà thôi bây giờ tôi giết giết với con này giống như là chuyện cơm bữa anh em, cho nên là thôi. Nào nhanh lên. Ủa, ủa cái con mì tìm tôi à, đây mẹ bà đó, thế mà tôi tưởng nó sổng chuồng với anh em. Ồ, nè, có chừng có chừng có chừng, bước qua đây tí. Đấy, bây giờ cái bè của tôi ra chia ra dán một cái chiến thuyền luôn anh em, rất là ngon lành luôn anh em thấy không. Ồ, ôi ơi, có con chim, chết mẹ rồi. Rồi, chuẩn bị chiến đấu nữa rồi anh em ơi, khổ thân. Đây anh em, sao tự nhiên giống như là tới đảo cũng tự nhiên nó nhận được sóng hay sao, mẹ cái máy của tôi, cái máy cái đài của tôi nó hét sùm lên anh em. Bê ba đó, cái này giống như là đồ cổ ngày xưa của ông bà mình đó em, nó thích thì nó chạy, không thích thì thôi, mình muốn sửa nó mình phải đập bụp 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 anh em. Ok, giờ mình sẽ, tôi đã thấy có một con chim đá kìa anh em, kìa nó đang lẩn giỡn kìa anh em. Đợi tôi nhìn lại coi có gần được không. Ừ, gần hơn được tí anh em. Đây tôi sẽ lên nó sát chiến đấu với nó tiếp đi anh em, và tôi hy vọng là sẽ kiếm được một con dê nha anh em. Mẹ cái con dê bên cái đảo kia bị bắt tôi quá chán. À, giờ tôi sẽ đem theo đồ ăn đi, cất bớt ba cái này đi anh em. Lát nữa về tôi sẽ chế thêm một cái hòm đồ nha anh em, để mình có thể để nhiều đồ hơn tí và để xem. Đây, đã đi thì phải cầm theo cái đây. Ok, và chế cung tên đi, tôi phải chế cung tên anh em. Để chơi với con này phải, đây tôi có nhiều à, tôi có nhiều metal lắm, tôi sẽ chế một hai, rồi như vậy là đủ rồi anh em. Ok, cất bớt đồ vô. Đây rồi, cái stone arrow cứ để đi anh em, biết đâu lại cần xài. Và xem giúp mẹ cái cây scrap hook này cũng sắp hư rồi này, hay là tôi đâu còn, tôi nhớ còn một cây scrap hook nữa tôi đem theo luôn đi. Ừ, có gì rồi đỡ vậy đi. Rồi tôi nghĩ là như vậy là được rồi anh em. Mẹ tôi không biết cái cung này nó có chịu nổi không, đây xem coi. Rồi mình đi lên đi, mình cũng sẽ đi nhặt nhanh các thứ cho anh em, chặt cây. Ui, mới vô đã gặp một con lama kìa anh em, rồi chơi luôn, bắt luôn. Thôi không nói nhiều, tôi sẽ đấy, anh nào từ từ anh em nào. Ơ, nó chạy gì lẹ vậy? Rồi anh em ơi, lại thêm một em nữa gia nhập băng nhóm của tôi rồi. Mẹ tôi đặt tên con này là gì bây giờ anh em? Đã có bê thui, đã có vú dê, rồi mình làm món gì, món lẩu nữa anh em, món lẩu còn món gì nữa ta? Hay là dê xào lăn đi, xào lăn được đấy. Rồi bỏ nó vào,
Hay lắm em ơi. Và hy vọng là tôi sẽ lên đó tôi kiếm thêm được đất nha anh em, đất để mà có thể có thể làm thêm đồ ăn cho tụi nó, chứ mà thấy tụi nó khổ quá, bắt đầu dân số đông rồi đây. Ui cái gì? Chết chết chết, hết pin rồi. Ôi ôi, chết chết chết, tôi đã hết pin. Quên 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 anh em ơi, tôi phải lấy pin ra chứ. Bỏ ở đâu vậy? Bỏ vô ống nhòm đi. Rồi. Ủa đầy rồi. Mà xong cái này anh em, có vẻ là tôi phải đi tới cái đảo này để có vẻ hy vọng. Ủa, mình bấm cái nút này mình thấy nhân vật của mình này. À, đây là góc nhìn thứ nhất anh em. Ủa, này góc nhìn thứ ba này anh em. Ủa, bây giờ mới nhìn thấy được nhân vật của mình. Tôi nhìn thấy xấu xấu vậy. À, mình phải đổi cái nón vô này anh em. Tôi đổi cái nón heo rừng vô xem. Đây, mình là con heo rừng. Ừ, có khi nào tôi đổi lên heo rừng đây, nó tưởng tôi là đồng bọn của nó không cắn mình anh em. Được đấy, bây giờ tôi mới biết cái nút này. Ừ, tôi đổi nón con heo đi. Được đấy, được đấy, được đấy. Hay hay hay. Okay. À, bây giờ mới biết, tự nhiên tôi bấm lộn nút anh em. Ô hay vậy. Bây giờ mới biết luôn á. Đây tôi bấm đại cái nút giờ mới biết nó ra thì. Ok, đây thôi. Ăn miếng và đem theo nước, đem theo một tí đồ ăn nữa. Ủa cái này nó có tưới chưa ta? Nó tưới rồi. Nó tưới rồi đó, anh em. Ủa cắt quên luôn. Mẹ bây giờ đã đủ bộ tứ rồi anh em, mà ba con này mẹ nó đồng loại với nhau, tôi sợ nó ăn hiếp con bị dịch tiềm này của anh em. Đây thấy con này có vẻ buồn, địch mẹ ba này nó ăn hết đồ của con này chắc. À tôi phải lên, tôi lại kiếm thêm đớt cho nó rồi anh em ơi, không thể nào để như vậy được. Rồi đi thôi, mình có vẻ như giết con chim đó xong tôi cũng phải lặn xuống để mà kiếm thêm mấy cái con cá nóc đó anh em, để mình có thể lấy thêm đồ chế cái đạn bắn bắt thú. Rồi chuẩn bị đi, để xem tôi có con dê không. Đây chưa gì thấy là tôi thấy cái con đĩ chim nó đã bắt đầu mò tới rồi anh em, và hy vọng là con heo, tôi phải kiếm con heo quá đã anh em, nó hay lảng vảng đây đó. Ôi có một con lama nữa kìa. Ôi nhiều lama quá. Thường tôi để ý con heo nó hay xuất hiện cùng chỗ với con chim này lắm anh em, cho nên là đây một con lama nữa này. Tôi đang thiếu da, tôi cũng đang muốn kiếm. Ủa sao cái đảo này giống sao giống cái đảo cũ vậy anh em? Đây là cái đảo đầu tiên mà tôi đã giết cái con đó rồi mà, đúng không ta? Đúng rồi anh em, bởi vì đâu có con heo đâu. Ê! Mới nói. Ôi ơi, thôi 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 thôi, thôi tôi phải chạy đây. Mẹ ơi, chết bà rồi. Ôi ơi, chết 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 chết. Mẹ mày, mày chờ đấy. Bố khỉ. Nào tới đây. Đây đây, tôi phải dụ xuống nước anh em ơi. Come on. Ôi ơi. Mày. Hụt. Mày. Ôi ơi, con chơi, coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Ôi ơi. Còn có tí xíu máu rồi, cẩn thận. Ôi ơi. Lượm lại, lượm cung lại, lượm cung lại, nó đâu rồi? Ơi. Cẩn thận chết. Nó đâu rồi? Mày. Ôi ơi, chết 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 cái con kia. Shit. Đâu rồi? Mày chết đi con. Mà hết cả hồn. Ôi nhanh nhanh lên, con kia nó bay tới. Nhanh 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 nhanh. Cái đảo này có vẻ như ok, hình như tôi đã đi rồi anh em. Bây giờ thì tôi ủa con này con gì vậy? Ủa con này con gì lạ quá anh em, lama kiểu gì vậy? Nó có sọc ở đây như là ngựa vằn á. Tôi sẽ đi lấy gỗ rồi lấy đất ở đây đi anh em. Chết mẹ, lấy đất thì lại có cái
cái xẻng. Thôi đi đi. Ok, mình đi một vòng săn cẩn thận cá mập. Mình đi một vòng săn cái gì bẻ đỉnh nói gì vào cứ quên hoài ta. Cá nóc anh em, bẻ mấy con cá mập mặt nọng á. Kìa rồi. Come on. Baby. Ây chà. Ắc, rồi xong. Rồi, đây để tôi xem còn con nào nữa không. Anh em cái vai này hôm bữa là tôi đã lấy rồi, thì ra cái đảo này là cái đảo cũ. Nhưng mà hóa ra nó spawn lại mấy cái con đó kìa. Spawn lại con chim với con lama anh em. Rồi đây rồi, thêm một con nữa. Đây, nó cũng vị trí như cũ rồi anh em. Ôi. Mẹ mấy con này nhìn mặt xấu vãi cái xấu anh em ơi. Ôi phải có thùng đồ như này thế này. Ngon, cái thùng đồ này nó cũng spawn lại à? Ủa hay là nó chỉ lấy lại cái kiểu như nó làm biến thiết kế anh em, nhà thiết kế game với họ làm biến thiết kế lại đảo nên họ bê nguyên cái đảo khác qua, đúng không? Tại tôi nhớ là đồ đạc thì nó sẽ đâu có spawn lại đâu. Đảo thì nó chỉ có như vậy thôi anh em. Mẹ tôi nghi lắm. Mấy ông làm game mấy ông lấy lại cái tàu mẫu của đảo cũng lắp qua chỗ này chỗ kia thôi anh em ơi. Thiệt ra là vậy. Đúng không? Tôi nhớ là đâu có spoil lại. Ok vậy. Vậy anh em mình đỡ vả. Ê, còn một con nữa kìa. Đây đây đây, tôi sẽ tranh thủ luôn anh em. Tôi lấy cho nhiều để tôi bắt thú đi. Đây. Tôi sẽ làm nguyên một cái sở thú trên biển cho anh em xem. Được rồi. Đây rồi. Tới đây cưng. Ồ cẩn thận, nó lại gần quá nó sẽ nổ phí lắm. Ôi. Chết mẹ đầy đồ quá. Bỏ stress đi. Ê, ui ui ui, chết cha, mất máu, nhanh. Ủa cái này mà có gặp thêm con cá mập nữa là tôi rồi anh em ơi, nó đáp cho hai đớp nữa là xong. Kệ vai gu tôi có, ôi quá trời vai gu nè. Ôi dần bóp hiếp này tôi bỏ đi. Và bây giờ thì tôi sẽ đi lấy đớp cho anh em. Ok. Và chặt hết cây đi, cẩn thận cái con này. Đấy nó thấy tôi kìa anh em, mẹ nó lại. Lát nữa tôi ra tôi bắt con này sao. Cẩn thận. Ôi. Thôi đi vô lấy đất thôi. Ô, à đây. Ô, sao có hai ba cục vậy? À, hai cục cũng đủ, hai cục là đủ một cái. Ôi số ít đất của ta. À đây này. Tôi nhớ ở đây nó có cái thùng đồ nó đúng rồi anh em ơi. Đây này. Mẹ nhà làm game làm biến vẽ. Ok anh em, giờ tôi sẽ đi qua cái đảo này. Hình như qua cái phía sau đảo này hình như nó cũng có, nếu như tôi không nhớ thì nó cũng sẽ có một con lama nữa anh em. Nhưng mà về cái chính là tôi đi đấy. Ơi không, nhưng mà cái con sọc kia tôi thấy lạ hơn, tôi không bắt con này đâu anh em. Tôi sẽ bắt cái con ở dưới, cái con đó nó có sọc nhìn nó lạ. Đây hình như đây cũng có thùng đồ này phải không? Đây. Đây chặt cây thôi. Lại cây này luôn đi cho nó hết luôn. Ơ mới chặt hai cái hư mẹ rồi. Rồi chuyến đi, một chuyến đi này rất là nhiều plăng anh em. Tha hồ. Ui ui, ba stack plăng luôn, ngon lành luôn anh em ơi. Ê, rồi, nói gì nói xếp trước cái đã. Và mình sẽ nấu cái này lên. Vài gu, plug tăng vô. Rồi, bỏ plug vô đây luôn. Rồi, đầy lên các em. Nhiều con lắm, bỏ plug vào. Rồi đấy.
Rồi, để tôi xây thêm một cái storage đi anh em. Scrap và rope. Khoan, bỏ bớt đồ ra. Mango này ăn mẹ đi. Ôi, sao nó nấu lẻ vậy? Đấy, ăn hết luôn, ăn ngán luôn. Như nấu xong rồi đúng không ta? À, chưa anh em, chưa lấy được. Thêm tí nữa. Sao rồi các cưng? Ăn uống như thế nào? Ê ơi, cái con kia nó lại cắn đồ của tôi. Ai? Bà cha mày đi. Bà cha mày đi rồi xong. Mày em nữa là hư. Ôi ôi, đây để sau này có metal ingot nhiều rồi tôi phải có nhiều metal ingot anh em, tôi phải đóng mấy cái bè sắt đây. Tôi phải bao bọc sắt lại hết. Bởi vậy một cái kinh nghiệm là mình không nên để mấy cái đồ nè anh em, mấy cái đồ đạc nè anh em, bàn ghế này nọ gần ngay cái rìa, mẹ là chết. Đây có gì sau này tôi có sẽ mở rộng thêm bè nữa. Nó ngon lành xem. Ok, explosive boulder. Mình sẽ chế đây, net launcher, rope và stone. Where is the stone? Đây mình có thể chế được hai cái, hay là tôi bắt hai con luôn anh em. Anh em thấy sao? Ừ, tôi nghĩ mình bắt hai con đem về luôn, bệnh diệt cử. À không, trước khi vậy thì tôi phải tăng, tôi phải quên, phải đảm bảo nhu cầu thức ăn cho tụi nó chứ anh em, chứ không thôi là tụi nó sẽ ủa lộn cái gì? Crafter ba, đây làm được hai cái. Tạm thời bỏ đá ra đi. Ok. Grass slot. Rồi các em sẽ có chỗ để ăn uống tiếp. Đây. Còn ngay đây. Rồi hay lắm. Rồi, 5 thằng ha, 4 thằng 5 cái là đủ rồi. Vậy tôi bắt thêm cái con kia nữa là đủ rồi anh em ơi. Bắt cái con sọc dừa nó đi. đi rồi, nó rồi. Nhanh đi, không có nói nhiều. Tiếc rằng cái đảo này không có dê anh em. Chán ha, cái đảo vừa rồi mẹ có con dê. Thôi tôi sẽ xong cái này tôi sẽ đi tới cái điểm xanh. Và cái điểm xanh đó có vẻ phải để tập sâu rồi anh em. Ô, cái con ở đâu rồi? Đây. Mẹ cái con cành điên nó cứ lượn lờ trên đầu tôi anh em ơi. Mẹ nó mà thả. Trời ơi, ngu quá. Ôi địch bà. Đây anh em, mẹ nó đụt thọt quá tép ơi, mẹ vãi cả ngáo, bắn có hai viên đạn bắn cho đã. Mấy cái con nó chạy nhanh quá, tôi bắn hụt không rồi anh em. Đây tôi phải load lại, tôi đi bắn tiếp rồi anh em. Công nhận tôi thấy bắt đầu chơi gà vãi cả gà kể từ khi chơi với anh em bộ ba bên ngáo và bao bang á anh em. Mẹ bắt đầu tôi ngáo thì tôi nói rồi sao á. Có vẻ tôi phải bớt chơi với tụi nó. Chơi chung với tụi nó là phải giảm level, giảm IQ thôi. nào. Now come on. Dính. Thôi. Ồ, con kia nó đang cầm đá đập tôi rồi nè. Some look different. Tôi được một cái achievement, một cái thành tựu. Cái con này giống như là chết mẹ rồi. Cái con này có khi nào là một con ngựa dằn nó chịch choạc với cái con lama này ra con này không anh em? Đây anh em có thể thấy nó là một con lama nhưng mà học dưa anh em. Vãi cái. Đây là con lai chăng? Đây. Tụi bay hãy lên đây, không biết con nào con được con cái anh em. Lên không biết tụi nó có sinh sôi nảy nở không. Rồi. Bỏ vào. Ơ. Mấy con này tham ăn quá anh em. Ơ con này quên, tôi phải đổi tên nó lại gì. Bây giờ dê hả? Dê Ninh Bình. Có dê rồi, bây giờ con này thì cày tơ 7 món đi anh em. Cày tơ 7 món, ok luôn, chơi đi. Rồi, để xuống.
Rồi, việc đầu tiên, đưa cái bộ da của mày cho tao. Rồi. Ủa sao còn như con này nhỏ hơn, con này bự, có hai con bự, hai con lớn hay sao? Require water nữa này, chết mẹ rồi, có khi nào? Có khi nào tôi phải làm hai cây luôn anh em. Kiểu này bắt đầu tốn pin rồi nè. Ơi, lộn lộn lộn. Nào, tránh ra. Ơ, đầy đủ rồi đó anh em. Ok, tôi sẽ rời cái đảo này đi anh em, tôi sẽ không ở. Ngon lành. Anh em sau một tập nữa và anh em có thể thấy biệt đội Cảm Tử luôn, coi biệt đội ăn chơi với các món ăn chơi dê núi dê Ninh Bình bê thui cày tơ bảy món mà dịch tìm gì nó đã coi như đầy đủ anh em. Đây hôm bữa là tôi đã định làm tứ hoàng, bây giờ làm ngũ hoàng con mẹ luôn, nhưng mà tại sao lama đây bắt một con lama nhìn rất là lạ nha anh em, lama sọc dưa, nhưng mà rất tiếc là không bắt được một con dê già nào, hoặc là thêm một con gà gà lôi mì vịt tiềm nữa cho nó vui vẻ anh em, chứ có mỗi mình con này trong đây mẹ bị bố con nó đập chết, giống như là mẹ vô tù anh em, thấy màu da khác là nó săn hiếp nên tôi sợ lắm. Ra và bữa sau anh em tôi sẽ đi tới cái điểm này nha anh em, đây 1915 đi, tôi nghĩ 1392 này cũng chỉ là một cái đảo nữa thôi, cho nên là lần sau tôi sẽ bỏ qua, tôi sẽ đi thẳng tới cái 1915 này theo cốt truyện luôn anh em. Đấy, ok. Thank you anh em đã theo dõi tập này cùng chung Kendo nha. Tập này coi như là cũng mẹ đi lòng vòng thêm một cái đảo mới nha anh em. Bắt được một cơ số thú về nuôi. Và coi như là tôi đã làm cái bè ngon lành lại nè anh em, làm cái lưới này nè, coi như là vừa đi mà vừa coi như là lượm da chai automatic luôn anh em. Rất là ngon lành. Bây giờ tôi không còn lo về metal ingot hay cái này nọ nữa. Và bữa sau anh em tôi sẽ trước khi đi tôi sẽ cơ cấu lại con bè cho nó đẹp thêm một tí nữa anh em, và cái con tí kia nó lại ăn đồ của tôi kìa anh em, và tôi sẽ bắn chết bà nó này anh em đấy, và tôi sẽ có thịt ăn ế hế 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 hế. À bị đầy đồ nào, bữa đây drumstick cho này. Đấy anh em, bây giờ thịt thà dư giả đủ thứ tôi không cần phải lo nữa chứ. Ok, thịt kêu anh em đã theo dõi tập tiếp này nhanh, tập kết tập này của ok, thank you anh em đã theo dõi tập này của con game rap cùng chung Kado nha anh em. Hẹn anh em ở các tập sau đi, mình sẽ đi tới cốt truyện chính nha anh em. Hai tập vừa rồi mình chỉ đi vòng vòng đảo để mà đi đụm lặt thôi, bây giờ tập sau là tôi sẽ đi thẳng tới cái cốt truyện chính luôn nè, cái điểm chính luôn, và để xem có thêm được một cái tiến triển gì mới trong cái con game rap này không. Ok, thank you anh em rất là nhiều, hẹn anh em ở các tập sau nha, và bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại.